Tiếp theo là 7 túi khí, những 7 túi khí. Tiếp theo dòng thứ 3 cực kỳ quan trọng với người Việt Nam, đó là đã có hàng ghế sau với cửa gió điều hòa. Ơn rồi. Các bạn đứng ngay cạnh tôi đây là chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản nâng cấp sắp về Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhanh xem Outlander mới nó có gì đặc biệt. Trước tiên tôi để ý ngay đến cái phần đầu xe có những cái chữ này. Dòng thứ nhất là 7 chỗ với cái gập có thể linh hoạt. Tiếp theo là 7 túi khí, những 7 túi khí. Tiếp theo dòng thứ 3 cực kỳ quan trọng với người Việt Nam, đó là đã có hàng ghế sau với cửa gió điều hòa. Ơn rồi. Cái cửa gió điều hòa hàng ghế sau là những cái gì đó nó khủng khiếp mà nhiều xe không hiểu sao về Việt Nam không có. Nhưng thôi, ơn rồi, xe này đã có rồi. Apple CarPlay và Android Auto đầy đủ. Rồi, bỏ qua những cái đó, chúng ta sẽ đến phần đầu xe với cái ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi gần đây rất thành công. Và cái xe này nó đã có Dynamic Shield mới, nhìn hầm hố hơn, nhìn trông như cái gương mặt của người sắt vậy. Nhìn rất là Iron Man, phải không? Ấn tượng. Cụm đèn thì cũng đã tinh chỉnh. Chúng ta có rất nhiều những cái ô chia khoang ở bên trong. Và vẫn có hai cái projector LED. Xi nhan thì vẫn chỉ là xi nhan đèn sợi tóc thường thôi. Cái đầu xe phần cản trước thì nó cũng tinh chỉnh một chút thôi, không có nhiều sự khác biệt. Đèn sương mù vẫn vậy. Đèn sương mù đã chỉnh sang LED rồi. Về động cơ thì ở đây họ không có thông số kỹ thuật ở đây. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái động cơ vẫn là sử dụng động cơ hai loại, một loại 2.0 và một loại 2.4 và hộp số CVT. Thì cái này chúng ta đã cùng tìm hiểu nhiều rồi, các bạn có thể tìm hiểu lại ngay trong cái bài video review đánh giá chi tiết của chúng tôi trên chiếc Outlander này. Chúng ta sang đến phần thân xe đi. Chúng ta vẫn có cái form đó, vẫn cái form y hệt như thế. Bộ mâm thì cũng không khác gì nhiều. Không khác gì nhiều, chỉ có phần đầu xe là tôi đã thấy khác biệt thôi. Chúng ta có cửa mở bằng nút bấm ở đây. Cũng khác nhiều nhỉ. Ghế sau thì cửa kính sau thì tối màu này, tối màu hết này. Rồi ra đến phần đuôi xem đã có điểm khác biệt chưa. Ở phần đuôi thì tôi cũng chưa nhìn thấy nhiều sự khác biệt lắm. Vẫn cái cụm đèn hậu đó với những cái dây LED ở đây. Ở cái phần này thì nó hơi khác một chút, gần như là không thay đổi, gần như là không thay đổi mấy. Ở đây thì 10 năm bảo hành cho động cơ, 5 năm bảo hành cho toàn bộ xe mà không giới hạn. Xinh nó thế, không biết ở Việt Nam thì như thế nào. Đó. Cản sau vẫn thế, vẫn cái ống xả được giấu ở bên trong. Camera lùi, cảm biến lùi. Đây, tôi sẽ mở cốp ra. Rồi, cốp mở bằng tay nhé. Không có điện, phiên bản này có thể là phiên bản mở tay. Thì chúng ta có cái ngăn chứa đồ ở đây tương đối nhỏ. Xe này dù sao nó vẫn là một chiếc crossover, cho nên là về không gian ấy, nó vẫn rất là nhỏ. Và hàng ghế thứ 3 thì thực sự là với tôi thì nó không quá ấn tượng, cho nên tôi không thích ngồi hàng ghế thứ 3 cho lắm vì nó hơi chật. Chính ra chiếc Xpander cũng của Mitsu, đấy mới là chiếc thành công. Giá thì rẻ, ngồi thì rộng, động cơ thì bền. Hợp lý, cực kỳ hợp lý. Đấy chính là minh chứng cho cái thành công của nó ở thị trường Việt Nam. Còn tôi nghĩ rằng cái Outlander này cũng sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam thôi. Rồi chúng ta vào khoang nội thất đi, xem như thế nào. Về mặt nội thất, các bạn hãy nhìn, tôi cũng chưa thấy có quá nhiều sự thay đổi. Ngoài việc là đây có cả Cam 360 các thứ giới thiệu ở đây này. Tôi nghĩ là có phiên bản Cam 360. Đấy, đang chạy ở màn hình giới thiệu, có nghĩa là khả năng là có phiên bản 360. Cái hệ thống màn hình rồi điều hòa, cửa gió các thứ vẫn như thế. Có nghĩa là nội thất không thay đổi, vô lăng vẫn vậy. Nội thất không thay đổi. Và vẫn nhiều những cái nút chờ ở đây, đen đen ở đây. Giá như mà nó thiếu nút chờ này tốt, riêng nút chờ này tôi không cần. Thà nó liền một mạch còn hơn, không có nút còn hơn. Thì xe Nhật nào cũng thế, xe Nhật nói chung là như vậy. Cái mà tôi chưa yêu thích nhất ở trên chiếc xe này đó chính là cái cửa gió nó đặt ở đây. Hai cửa gió đặt cạnh như thế này thì
vả thẳng vào mặt người ngồi đằng trước luôn. Người ngồi bên này một mình, hai cửa gió, sẽ rất là lạnh. Giá như nó đặt ra giữa giữa này một chút này, đấy, thì nó thổi về khe này thì nó mềm mại hơn, mềm mại hơn. À, ghế này thì vẫn chỉnh cơm thôi, chỉnh cơm. À, đây, đây là vị trí lái của tôi nhé. Tôi ra hàng ghế phía sau đi để xem cửa gió điều hòa nó như thế nào. Đây, ôi trời ơi, ơn rồi, cửa gió điều hòa chính hãng nó về đây rồi các bạn ơi. Thực ra ở Việt Nam bây giờ là đã có cửa gió điều hòa rồi, nhưng mà đây, như thế này chứ. Cái việc dễ như thế này với một chiếc ô tô mà hãng nào cũng làm mà có một vài hãng bỏ qua thì tôi thấy hơi kỳ. Có những chiếc xe nhỏ xíu, thậm chí có những chiếc xe bán tải đã có cửa gió điều hòa rồi. Thôi không sao. Nhưng mà nói đi mà nói lại là cái xe Mitsubishi, động cơ của nó lành, bền. Outlander là một chiếc xe rất là lành và giá lại có thể nói là rẻ nhất phân khúc nữa, quá hợp lý. Những ai mà thích lành tính, những ai mà thích không quá phô trương mà nó vẫn bảnh bao thì Outlander tôi nghĩ là một sự lựa chọn cũng không hề tệ một chút nào cả, bởi vì giá cực kỳ vừa miếng và hấp dẫn. Nó khác hoàn toàn với những chiếc xe đến từ Taco, rất bảnh bao, nhưng mà để nói mà đi hay, đi ổn định và đi lành ý, thì cái Outlander này hay đấy. Thôi chúng ta sẽ đi một vòng để ngắm lại chiếc Outlander mới này, màu đỏ và sang bên cạnh có cả màu trắng, để xem nó đẹp như thế nào. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.